Đang xin chào bạn. Sau đây đang giới thiệu các bạn là máy Senona 8000 Simno sản xuất. Khuôn hộp mới nguyên. Máy này mà tỷ lệ truyền là 4.9:1 các bạn. Trọng lượng là 615 gram. Ba cộng một vòng bi, 4 vòng bi các bạn. Tải là 11 cân. Một vòng quay của máy này thu được 94 cm. Gần 1 m. 94 phân mà nó máy này do Malaysia sản xuất các bạn nhé, 8000. Máy này quay được một chiều các bạn nhé, không có cái chốt để bật ra bật vào, bật chiều quay ngược lại như giống cái máy thông dụng bình thường. Thiết kế đặc biệt vậy. Thiết kế kiểu mới, tạo tiếng kêu theo kiểu mới đây các bạn, mời các bạn xem. Không còn bánh răng nữa, cái này không dùng bánh răng như cái dòng thông dụng kiểu tạo tiếng kêu. Nó có sợi quệt vào những cái rãnh này để nó tạo tiếng kêu của máy. Hai cái sắt này quệt vào nhau, hai kim loại quệt vào, nó quệt này, nó sẽ tạo tiếng kêu của máy. Thiết kế kiểu mới, thường kia là nó có vòng bi các bạn, đấy, tạo tiếng kêu mới. Tay quay kim loại các bạn này, đúc kim loại. Được cá là nó sẽ lôi như này, kêu như này. Vừa rồi Hải đang phi sinh giới thiệu các bạn máy Senona 8000 còn Simno sản xuất. Hải đang phi sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phi sinh.